Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Giang. Thưa quý vị và các bạn, tối ngày 28 tháng 10 tại huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang tổ chức chương trình đón nhận danh hiệu thành viên mạng lưới công viên địa chất toàn cầu UNESCO cao nguyên đá Đồng Văn lần thứ 3 và khai mạc lễ hội hoa tam giác mạch lần thứ 9 năm 2023. Dự chương trình về phía Trung ương có đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng ban tuyên giáo Trung ương. Đồng chí Đặng Quốc Khánh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa 15 tỉnh Hà Giang, đại diện các bộ, ban ngành Trung ương. Về phía đại diện quốc tế có ông Quy Martini, Tổng thư ký mạng lưới công viên địa chất toàn cầu UNESCO, ông Bành Thế Đoàn, tham tán Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam. Về phía tỉnh Hà Giang có các đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng, quyền Bí thư tỉnh ủy, đồng chí Thảo Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Cùng dự có lãnh đạo các tỉnh Hải Dương, Lào Cai, Tuyên Quang, Lạng Sơn, Bình Dương, Ninh Thuận, Ninh Bình, Đắk Rông, Bà Rịa, Vũng Tàu, Phú Yên, Bình Định, Tây Ninh. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hà Giang. Lãnh đạo các sở, ban ngành, các huyện, thành phố cùng đông đảo nhân dân và du khách. Phát biểu khai mạc, đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh nhấn mạnh, đây là sự kiện văn hóa du lịch nổi bật nhằm tôn vinh, quảng bá giá trị di sản, văn hóa đặc sắc đồng bào các dân tộc tỉnh Hà Giang. Sau hơn 13 năm phát triển, được sự quan tâm hỗ trợ của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, các bộ ngành trung ương và mạng lưới công viên địa chất toàn cầu UNESCO tỉnh Hà Giang đã nỗ lực chú trọng bảo tồn, phát huy giá trị di sản địa chất, văn hóa, phát triển du lịch bền vững, phù hợp với chủ trương, quy hoạch, định hướng của Đảng, Nhà nước và tiêu chí của mạng lưới công viên địa chất, tạo sinh kế đa dạng, nâng cao đời sống đồng bào các dân tộc, gắn với đảm bảo quốc phòng an ninh, đóng góp xứng đáng vào sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Từ một miền đá khó khăn chập trùng, ít được biết đến, cao nguyên đá Đồng Văn đã khởi sắc, phát triển, trở thành điểm đến du lịch hấp dẫn trong nước và quốc tế. Các điểm di sản, giá trị văn hóa được xây dựng trở thành các sản phẩm, điểm du lịch đa dạng, độc đáo, điển hình như cột cờ Lũng Cú, di tích Nhà Vương, phố cổ Đồng Văn, hẻm Tu Sản, đèo Mã Pì Lèng, lễ hội Khèn Mông, chợ Phong Lưu, Khâu Vai, làng văn hóa dân tộc Lậm Đâm, Bả Vi, Lô Lô Chải, khu nghỉ dưỡng làng Mông, Quản Bạ, Pa Piu, Bắc Mê, vân vân, và nhiều sản phẩm ẩm thực, nông sản tự nhiên đặc sắc hấp dẫn. Lượng khách đến với Hà Giang từ 2.000 lượt người vào năm 2010 đã tăng nhanh chóng, đạt mốc 2,2 triệu lượt năm 2022 và dự kiến năm 2023 sẽ đạt trên 3 triệu lượt khách du lịch. Khách du lịch phát triển theo hướng bền vững đã và đang tạo nguồn sinh kế, nâng cao thu nhập, giảm nghèo, thay đổi rõ nét cuộc sống nơi cao nguyên đá Đồng Văn, Hà Giang. Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Nguyễn Văn Sơn cũng khẳng định lễ hội thể hiện tấm lòng tri ân, mến khách của đồng bào các dân tộc Hà Giang, thể hiện tầm nhìn, cam kết và trách nhiệm của tỉnh Hà Giang trong gìn giữ, phát huy giá trị di sản, lịch sử, văn hóa, tạo nền tảng vững chắc, đưa du lịch Hà Giang phát triển, trở thành điểm sáng nơi tuyến đầu Tổ quốc, góp phần tích cực nâng cao uy tín, thương hiệu du lịch Hà Giang nói riêng và của Việt Nam nói chung trên bản đồ du lịch thế giới. Trao bằng chứng nhận danh hiệu thành viên mạng lưới công viên địa chất toàn cầu UNESCO cao nguyên đá Đồng Văn lần thứ 3 cho tỉnh Hà Giang và phát biểu tại chương trình, đồng chí Hoàng Đạo Cương, Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam chúc mừng Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang đã nỗ lực vượt qua 3 kỳ tái đánh giá, mong muốn tỉnh sẽ tiếp tục quan tâm bảo tồn, phát huy các giá trị di sản địa chất, di sản văn hóa và cảnh quan thiên nhiên để tập trung phát triển du lịch mang đậm bản sắc văn hóa Hà Giang, đồng thời đổi mới và cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư gắn với đào tạo nguồn nhân lực, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, góp phần giảm nghèo bền vững trên vùng công viên. Tiếp tục bảo tồn phát huy các giá trị di sản địa chất, di sản văn hóa và cảnh quan thiên nhiên trên vùng cao nguyên đá Đồng Văn, cần có cơ chế chính sách kêu gọi thu hút đầu tư hợp lý, kết hợp hài hòa giữa bảo tồn và phát huy,
giữ vững danh hiệu công viên địa chất toàn cầu UNESCO cao nguyên đá Đồng Văn qua các kỳ tái đánh giá, hoàn thành các tiêu chí và khuyến nghị của các chuyên gia và tổ chức GGN, nâng cao năng lực quản lý chủ động, hiệu quả, sáng tạo để tiếp tục phát huy lợi thế, tiềm năng, thế mạnh của tỉnh, tiếp tục đổi mới và cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư gắn với đào tạo nguồn nhân lực, đào tạo nghề gắn với giải quyết nguồn nhân lực tại chỗ nhằm giảm nghèo bền vững, đảm bảo an sinh xã hội để đạt mặt bằng phát triển chung trong vùng và cả nước. Tiếp sau phần lễ là chương trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề Cao nguyên đá nở hoa, gồm 3 chương: Huyền tích cao nguyên đá, rực rỡ sắc màu hoa trên đá và Cao nguyên hùng vĩ đón chào. Các tiết mục đã tái hiện rõ nét cao nguyên đá hàng chục triệu năm trước, mô phỏng đời sống của những người gắn bó đêm ngày với cao nguyên thông qua việc trồng hoa tam giác mạch. Trong khuôn khổ lễ hội sẽ tiếp tục diễn ra các hoạt động như giao lưu văn hóa văn nghệ, trò chơi dân gian tại các làng văn hóa du lịch huyện Đồng Văn, ngày hội thể thao và du lịch huyện Quản Bạ, liên hoan âm nhạc toàn quốc, không gian văn hóa trà San Tuyết, giải bóng bàn cúp tam giác mạch tại thành phố Hà Giang. Hoạt động này sẽ kéo dài đến hết tháng 12 năm 2023 để phục vụ du khách khám phá và trải nghiệm. Nhân chuyến công tác tại tỉnh Hà Giang, ngày 28 tháng 10, đồng chí Nguyễn Thế Kỷ, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Văn học Nghệ thuật Trung ương, nguyên Tổng Giám đốc Đài Tiếng Nói Việt Nam đã đến thăm và nói chuyện với cán bộ viên chức Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Hà Giang. Lãnh đạo Đài Phát thanh Truyền hình Hà Giang đã báo cáo với đồng chí Nguyễn Thế Kỷ, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Văn học Nghệ thuật Trung ương, nguyên Tổng Giám đốc Đài Tiếng Nói Việt Nam về tình hình thực hiện nhiệm vụ trong thời gian qua. Trong đó, Đài Phát thanh Truyền hình Hà Giang đã làm tốt công tác tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước tới nhân dân. Thực sự là cầu nối giữa Đảng với nhân dân, nhất là việc Đài Phát thanh Truyền hình Hà Giang đã nâng thời lượng phát sóng chương trình phát thanh từ 4 tiếng lên 16 tiếng một ngày. Bên cạnh đó, hệ thống trang thiết bị máy móc phục vụ cho quá trình tác nghiệp, sản xuất chương trình phát thanh truyền hình cũng được đầu tư nâng cấp. Qua đó đã góp phần từng bước nâng cao chất lượng các chương trình đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Đồng chí Nguyễn Thế Kỷ, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Văn học Nghệ thuật Trung ương, nguyên Tổng Giám đốc Đài Tiếng Nói Việt Nam đã đánh giá cao Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Hà Giang trong thời gian qua, đã có nhiều nỗ lực, cố gắng trong hoạt động, góp phần xây dựng, phát triển ngành phát thanh truyền hình. Đồng chí mong muốn trong thời gian tới, tập thể lãnh đạo, cán bộ, viên chức Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Hà Giang luôn đoàn kết một lòng, tích cực học tập, không ngừng tìm tòi, sáng tạo, đổi mới để sản xuất nhiều chương trình hay, bổ ích, thu hút được đông đảo khán thính giả quan tâm theo dõi. Cần đẩy mạnh hơn nữa việc áp dụng công nghệ thông tin chuyển đổi số vào sản xuất chương trình, mở rộng quảng bá con người, mảnh đất biên cương cực bắc của Hà Giang với bạn bè trong nước và nước ngoài. Sở Y tế vừa tổ chức công bố quyết định về công tác cán bộ đối với lãnh đạo Bệnh viện Y Dược cổ truyền tỉnh. Tại lễ công bố, Chánh văn phòng Sở Y tế đã công bố quyết định của Sở Y tế về việc bổ nhiệm đồng chí Phạm Đình Phẩm, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Yên Minh, giữ chức vụ Giám đốc Bệnh viện Y Dược cổ truyền tỉnh. Phát biểu tại lễ công bố, lãnh đạo Sở Y tế đã ghi nhận và đánh giá cao những thành tích của đồng chí Phạm Đình Phẩm trong quá trình công tác tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Yên Minh. Đồng chí mong muốn trên cương vị mới, đồng chí Phạm Đình Phẩm với những kinh nghiệm của mình tiếp tục cống hiến tài năng, trí lực cùng với tập thể bệnh viện khắc phục mọi khó khăn, phấn đấu rèn luyện, nâng cao năng lực chuyên môn, đoàn kết thống nhất cùng với các đồng chí trong ban giám đốc Bệnh viện Y Dược cổ truyền, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Thời gian qua, công tác quản lý thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn tỉnh luôn được các ngành chức năng và các địa phương quan tâm, chỉ đạo sâu sát và đạt một số kết quả nhất định. Qua đó góp phần bảo vệ sản xuất nông nghiệp, giảm ô nhiễm môi trường, đảm bảo an toàn thực phẩm cho người dân và người tiêu dùng. Từ đầu năm đến nay, các ngành chức năng của tỉnh đã tiến hành nhiều đợt thanh tra kiểm tra về quản lý sử dụng thuốc bảo vệ thực vật tại các huyện, thành phố. Kết quả trong 9 tháng, các ngành chức năng đã tiến hành 3 cuộc kiểm tra tại 55 cơ sở, trong đó 25 cơ sở vi phạm đã bị đình chỉ hoạt động kinh doanh và xử phạt hành chính, đồng thời tiêu hủy 300 kg ngô giống không rõ nguồn gốc xuất xứ và 3.000 gói thuốc diệt cỏ. Xác định công tác quản lý thuốc bảo vệ thực vật là công việc khó khăn, phức tạp. Để quản lý tốt hoạt động này, trong thời gian tới, các ngành chức năng của tỉnh sẽ tăng cường các biện pháp quản lý vật tư nông nghiệp, tiếp tục triển khai việc thanh tra, kiểm tra chất lượng phân bón hữu cơ, phân bón lá, giống cây trồng, thuốc bảo vệ thực vật và thức ăn chăn nuôi. Tuy nhiên, để làm tốt công tác này, cần có sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương cũng như ý thức bảo vệ môi trường, sức khỏe cộng đồng của đông đảo người dân. Với trên 1.000 mảnh vườn được cải tạo trong năm 2023, Nghị quyết 05 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh đã thay đổi tư duy trong sản xuất nông lâm nghiệp của nhiều gia đình trên địa bàn huyện Vị Xuyên, góp phần tạo sinh kế, nâng cao thu nhập cho người dân.
Sau gần 3 năm thực hiện nghị quyết 05 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về cải tạo vườn tạp, phát triển kinh tế vườn hộ, tạo sinh kế cho người dân, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, cấp ủy chính quyền huyện Vị Xuyên đã triển khai đồng bộ, tuyên truyền đến từng thôn bản hưởng ứng tham gia, đồng thời chỉ đạo ra soát và tổ chức cho các hộ đăng ký thực hiện. Trong gần 3 năm, huyện Vị Xuyên có 2.039 hộ tham gia cải tạo vườn tạp. Riêng 10 tháng năm 2023 có 1.028 hộ đăng ký thực hiện với số tiền hỗ trợ trên 3 tỷ đồng. Tổng diện tích vườn tạp đã được cải tạo là 62.130 m². Để tiếp sức cho người dân cải tạo vườn tạp, Hội đồng Nhân dân tỉnh Hà Giang đã ban hành nghị quyết 58 cho các hộ nghèo, cận nghèo được vay vốn với lãi suất 0% qua Ngân hàng Chính sách Xã hội. Tại huyện Vị Xuyên, 10 tháng đầu năm đã có 106 hộ đủ điều kiện vay vốn với số vốn là 3 tỷ 170 triệu đồng. Sáng ngày 28 tháng 10, Công an huyện, Huyện đoàn, Phòng Tư pháp, Trường Trung học Phổ thông Mèo Vạc phối hợp tổ chức buổi tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông và ký cam kết chấp hành pháp luật an toàn giao thông trong thanh thiếu niên, học sinh với chủ đề Đoàn viên thanh niên Mèo Vạc với văn hóa giao thông. Tại buổi tuyên truyền, đội cảnh sát giao thông công an huyện đã thông tin về tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn huyện Mèo Vạc, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông, hậu quả tác hại của các vụ tai nạn giao thông nhằm nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật của cán bộ, giáo viên, nhân viên, phụ huynh và học sinh khi tham gia giao thông, giới thiệu quy định của luật giao thông đường bộ và các văn bản về đảm bảo trật tự an toàn giao thông, đồng thời hướng dẫn chỉ ra các lỗi vi phạm, cách đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông. Nêu rõ các mức xử phạt khi vi phạm là các lỗi chủ yếu mà các em học sinh hay vi phạm. Trong buổi tuyên truyền, các em học sinh đã nghiêm túc lắng nghe, sôi nổi phát biểu những hiểu biết của mình về luật giao thông. Kết thúc buổi tuyên truyền, các em học sinh đã cam kết chấp hành nghiêm các quy định về tham gia giao thông. Nếu vi phạm, cơ quan công an sẽ xử phạt và gửi thông báo đến nhà trường để xử lý theo quy định. Thời gian qua, cùng với việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền luật an toàn giao thông đường bộ đối với các em học sinh ở các trường học trên địa bàn, Công an huyện Bắc Quang cũng tổ chức việc ký cam kết đối với các gia đình có con em trong độ tuổi từ 16 đến 18 sử dụng phương tiện xe máy dung tích xi lanh dưới 50 phân khối, xe đạp điện, xe điện nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong quá trình điều khiển phương tiện đến trường. Công an huyện Bắc Quang đã chỉ đạo công an các xã, thị trấn thường xuyên rà soát các gia đình có con em trong độ tuổi đang theo học các bậc học trung học cơ sở và trung học phổ thông được phép điều khiển phương tiện theo quy định như xe máy dưới 50 phân khối, xe máy điện, xe đạp. Lực lượng chức năng kết hợp với công tác tuyên truyền và yêu cầu các gia đình ký cam kết về đảm bảo trật tự an toàn giao thông cũng như nâng cao ý thức chấp hành pháp luật. Trước khi đi học các thứ hoặc ra đường là bao giờ bố mẹ nhắc nhở là nên là một cái là cháu cũng ngoan ngoãn chấp hành theo đúng cái nội quy các thứ nên là đội mũ đội miếc chấp hành đúng ạ. Cháu là đi ra ngoài đường là chấp hành là đội mũ và điều khiển xe máy không được lạng lách và vượt ẩu ạ. Kết hợp với công tác tuyên truyền, nhắc nhở các cháu học sinh nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành luật giao thông đường bộ, lực lượng chức năng cũng tiến hành tuần tra kiểm soát và xử lý nghiêm những trường hợp học sinh điều khiển phương tiện cố tình vi phạm các lỗi như không đội mũ bảo hiểm, đi dàn hàng ngang, lạng lách, đánh võng. Thông báo những lỗi vi phạm của các cháu học sinh cho các bậc phụ huynh để có hình thức giáo dục cho các em nâng cao ý thức chấp hành trong quá trình tham gia giao thông. Ngay từ đầu năm, cái việc cam kết đối với các em học sinh đến trường thì cũng đã chỉ đạo lực lượng công an các xã thị trấn, đặc biệt là ngay từ các xã đối với các trường học trên địa bàn. Thì các xã, đặc biệt là cấp 2, thì công an các xã, các đồng chí cũng đã phối hợp với các nhà trường, trước hết là tuyên truyền. Thứ hai là sử dụng các cái bản cam kết để các cháu có cái bản cam kết đối với nhà trường và các cái bậc phụ huynh về có cái xác nhận của bậc phụ huynh trong cái việc sử dụng con em sử dụng phương tiện đến trường để làm sao đảm bảo khi tham gia giao thông và chấp hành nghiêm cái quy định pháp luật của trật tự an toàn giao thông trên địa bàn. Với sự vào cuộc tích cực của các cấp, các ngành, lực lượng chức năng trong công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông, quan trọng hơn đó là ý thức chấp hành tốt luật giao thông đường bộ của các em học sinh sẽ góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn. Phần cuối chương trình như thường lệ là những thông tin về dự báo thời tiết các khu vực trong tỉnh, ngày và đêm 29 tháng 10 năm 2023 do Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Hà Giang cung cấp. Thông tin dự báo thời tiết các khu vực trong tỉnh, ngày và đêm 29 tháng 10 năm 2023. Khu vực công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn,
nhiều mây, sáng có mưa nhỏ vài nơi, sau hết mưa, gió nhẹ, trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 14 đến 16 độ, nhiệt độ cao nhất từ 19 đến 21 độ, độ ẩm trung bình 86%. Khu vực di tích quốc gia Ruộng Bậc Thang và vùng núi đất phía Tây, nhiều mây, sáng có mưa rải rác, sau hết mưa, gió nhẹ, trời lạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 17 đến 19 độ, nhiệt độ cao nhất từ 24 đến 26 độ, độ ẩm trung bình 86%. Khu vực vùng núi thấp, nhiều mây, sáng có mưa, mưa vừa, sau có mưa nhỏ vài nơi, gió nhẹ, trời lạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 21 độ, nhiệt độ cao nhất từ 26 đến 28 độ, độ ẩm trung bình 86%. Tới đây, thời lượng dành cho bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình An Giang đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.